thơm, chín lên giá vô chanh nó chín lên cho nó thơm các bạn. Tính ra là ai nghĩ là cái bánh xèo mà kết hợp giữa bột rồi tôm thành giá là cười gạt lớn lắm. Ông bà xưa. Nói chung là ngày xưa không có gì á, ông bà mình đổ xay bột ra rồi đổ ra kiểu như là đổ ra rồi thấy topping có gì bỏ vô á, à, đây là tạo thành bánh xèo. Đó. Khỏe dữ. Rồi chào con gái nha. Ủa dạo mua bánh. Ừ. Rồi cảm ơn. Dạ. Bánh xèo đi. Theo truyền thống á, là bánh xèo á, là ở ba nước châu Á nha ông bà cô chú. Đó là phiên bản bánh xèo của Nhật Bản, Triều Tiên. Và bánh xèo của Triều Tiên. Ở Triều Tiên, Nhật Bản và ở Việt Nam. Thì tại Huế thì bánh xèo còn gọi là bánh khoái và thường kèm với thịt nướng, nước chấm và nước lèo gồm tương, gan, lạc. Còn tại miền Nam thì bánh có thêm trứng mà người ta ăn bánh xèo chấm nước mắm chua ngọt. Còn tại miền Bắc Việt Nam thì bánh xèo ngoài những thành phần như các nơi khác thì còn thêm củ đậu nè, thái mỏng hoặc là khoai môn, thái sơn. Ở miền Tây Việt Nam thì gọi là được coi là đặc sản. Đó, nói về bánh xèo đó ông bà cô chú. Thì bánh xèo ăn kèm với các loại rau rất là đa dạng như là rau diếp nè, rau diếp, rau cải xanh, rau diếp cá, tía tô, rau húng, lá quế hoặc là lá cơm nguội. Ở Cần Thơ thì có thêm lá chiết à, ở Đồng Tháp thì có thêm bàn lan. Ở Vĩnh Long thì có thêm lá xài non, ở Bạc Liêu thì có thêm lá cách. Cầu kỳ nhất là ở các vùng ở miền Trung. Ngoài ra thì ngoài rau sống còn có thêm quả chát, quả khế chua. Bánh xèo Văn Thiết ấy, thì với các bánh xèo khác với bánh xèo ở các nơi khác đó là bánh xèo Văn Thiết thì nó nhỏ, chén và không cuốn với rau xà lách mà thả vào tô nước mắm. Đó. Còn ở Triều Tiên nè, để em coi ở bánh xèo ở Triều Tiên. Ở Triều Tiên thì có bánh xèo cải thảo hay còn gọi là ben chu yon vậy đó. Bánh xèo hành lá nè. Hay gọi là bánh xèo hẹ đó ở Triều Tiên. Ăn bánh xèo ở Triều Tiên ấy, thì không uống với rượu su à, yosu à, mà dùng rượu gạo Makgeolli. Còn để em coi thử ở Nhật Bản thì như thế nào. Bánh xèo ở Nhật Bản ấy, thì theo cái kiểu khác là Okonomiyaki hay ở Hiroshima là một loại bánh xèo ốp chảo gồm nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Tên của bánh được ghép từ Okonomi, nghĩa là thứ bạn thích và muốn. Yaki nghĩa là nấu nướng. Yaki trên các món ăn.
Đó là ba nước là phổ biến về bánh xèo nhiều nhất các ông bà cô chú anh chị và các bạn. Trên Wikili nha. Hiện tại là hàng ngàn người đang xem live stream. Bây giờ tin nó nóng quá. Em mới vừa cập nhật bánh xèo đó, bây giờ là cập nhật cái khác nữa. Sắp tới là bà nội qua cho cô ba đi Hàn Quốc này, đi đâu đó. Hả? Trời ơi, đi sửa lại với đi Hàn Quốc chứ. Kiểu sao? Đập là sai, đập hết sai lại. Sai sao thành thế? Hàn Quốc à. Ờ. Tút lại. Cần chi tốn tiền qua Hàn Quốc đập cái lại. Ờ. Ra mấy công trình đó. Ờ. Công nhân. Không đâu chẳng đâu kệ luôn, không tốn tiền gì đâu. Có bê tông sẵn không? Có chẳng hết. Đổ bê tông luôn. Bao đẹp luôn. Bao trắng luôn. Bao trắng luôn. Cái Hàn Quốc chi tốn bao nặng luôn. Trường đua này. Ôi, mấy chục người xem vậy hả? Ồ, ghê không? Ồ, dễ đâu, giờ đang ngày này mà đang đâu có ai xem đâu. Ờ, đâu có ai kìa. Ta đang quan tâm tới các bạn rồi. Rồi, không ai xem ấy. Giờ này mà ai live stream mà là coi như bị lớp hết. Ngoài đồng hàng với cô Nguyễn Phương Hằng á. Nghe hình như là... còn đi ở Đại Nam là chưa về nữa. Đang về, kẹt xe. Thứ sáng nó đắt về. Được, này con lại live stream luôn không? Ai cơ nào? Ôi xùi ôi. Đông dữ vậy? Thì nó còn hơn xem bóng đá nữa mà. Ghê thiệt chứ. Sáng luôn, mang kèo lên ơi. Chương trình rất là hot luôn. Đó, hàng ngàn người, hàng ngàn người nha ông bà cô chú. Hàng ngàn người đang xem live stream. Hàng ngàn người, hàng ngàn người. Dạ. Dạ. Lâu đang cầm máy. Dạ. Giao lưu. Ôi, coi nè bà nội. Hưng xem bóng đá nữa, khi nào bánh xèo được như vậy ta? Ôi, sân khấu quá là đẹp luôn, hoành tráng luôn. Ba khách mới vô luôn nghe. Giao lưu vô, đã giao lưu vô. Chuẩn bị giao lưu này đó, giao lưu rồi nói chuyện rồi nè. Ra MC ra rồi. MC đã ra giới thiệu rồi. À, MC đã ra giới thiệu rồi. Như bà giờ này bà mập ốm sao? Hả? À, chưa. Lâu lắm rồi không gặp á. Dạ, à, MC đã ra giới thiệu rồi. Coi coi nào đó quay bắt đầu việc á. MC đã ra giới thiệu. Like lên YouTube hay là Facebook? YouTube chứ. YouTube luôn hả? Rần luôn mà. Cả trăm kênh đang like đến mà. Không phải cả trăm kênh, là vài trăm kênh. Trường đua Đại Nam. Đó, cái kênh chính là trường gì ta? Nói chung là trường đua Đại Nam. Đúng không? Kênh chính có chỉ là trường đua Đại Nam.
Mà bây giờ cái cô hàng là chiếm hết spotlight của YouTube, Facebook luôn hả? Chiếm hết luôn sao? Giờ hôm nay là đây đây đây. Nè. Có đây không? Có lại lại lại. Đang like luôn hả? Có không. Sau đó là cô ba. Chưa lên like hả? Cô ba mà duy trì phong độ mà trực tiếp á. Ờ đang trực tiếp nè. Có nào đang tiếp hả? Mới cứ lên luôn á. Lên luôn á. Nó lên sub luôn á. Lên luôn sao? Nó lên sub luôn á. Nói chung là chương trình rất là nóng mà. Ôi MC đẹp thế. Gái hay trai? Gái chứ, em gái chứ. Đang kéo bánh xèo theo cô hàng luôn. Vừa quay cô hàng rồi, vừa quay vừa... Hàng gì từ nãy mình chiếu bánh xèo không ai coi hết. Nãy chứ tập trung vô trong cái chủ đề hot mà chiếu bánh xèo. Không phải là các kênh YouTube mà báo chí truyền hình đồ cũng đang đang theo luôn. Nói chung tất cả các spot có ở hải ngoại đồ, nói chung là rất là nhiều. Nếu mà để, ông bà cô chú nào mà để ý thì sẽ đang chiếu những thước phim. Trời lâu rồi. Lâu rồi. Cô ba bánh xèo. Đang chiếu mấy chương trình của Bảo Lộc hả? Bảo Lộc. Cái chương trình chính hôm nay là để gây từ thiện thôi. Rồi, đúng rồi. Cái này nó ở đây hả? Có người có phóng sự ở đây. Ủa vậy hả? Trời, con. Rồi về luôn, về. Anh gì? Ông tên gì quá nè? Lăng. Lăng không? Em với anh được lên cây nha. Có. Năm nào? Cái năm á, cái Tết năm đó. Ông đâu không giống mình không? Có phỏng vấn chứ. Có không? Có. Hả? À. Coi trà đá cho bà nội kìa. Hả? Đây nè anh ơi. Rồi cô đã ra. Đâu. Sao chưa? Trẻ không? Em trẻ không? Bữa cô livestream rồi. Bữa cô livestream rồi. À. Có like rồi hả? Có like rồi. Bữa cô về cô like. Có hàng
ai sợ, ai sợ. Bán trăm anh đó hả? Em chế lên chỗ đầu. À. Thù nó quá, cái ăn liên liệu luôn. Con có sợ không? Bé Hà nó đâu có sợ. Hả? Bé Hà nó không sợ. Mấy bánh kìa con. Chú ăn trong nhà, chú ăn trong nhà. Hỏi chứ con. Có đồ ăn đầy đủ. Bạn đó, à, nó ăn hả? Anh cũng coi coi ha. Bạn á. Bạn mèo hả? Ấy giới thiệu trái giò nha. Nhưng mà nó sợ ai? Ở bên này nó sợ ai? Trưởng phòng trái giò gì đâu mà không giới thiệu trái giò chứ vậy. Giới thiệu trái giò nha. Mời ông bà trái giò với ông bà mới biết. Được giống về. Ta đi từ 3 giờ sáng. Trời ơi, 3 giờ sáng người ta đi. Em đi là nếu em đi từ 3 giờ sáng á. Đó. Đó. Không có chỗ gửi xe. Không bãi gửi xe mà bên mang kia vướng mà không có chỗ gửi xe luôn. Xuống cơ. Không có một phần là đi chơi còn một phần, phần là gặp có hàng là tối nay nè, buổi chiều nay nè. Có ra, đang ra nè, đang ra. Để coi thử. Bữa nay giao lưu có lịch mà. Có lịch. Công bố ra nè các phương tiện truyền thông. Kênh của cô Hằng á, cái kênh đó là kênh gì ta? Hồi xưa là nhớ có trường Đô Đại Nam á. Ủa con có cái bí quyết gì mà nứt sợ con kìa. Chú Long trả hai chai nước nè. Rồi. Đây 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 có tiền lẻ này anh hả? Này có tiền lẻ nè. Có phước có họa đồng kia. Hai chai nước nữa, đủ chưa? Cảm ơn chú Long. Rồi.
Dê hả? Dê hả? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Đang video hả? Có cô Hà, không có cô Hằng thì có cô Nhi đây. Cho xuống cô luôn, cho lên cô luôn. Từ hút gơ mà chú làm chú cho lên cô luôn. giới thiệu hút gơ mà quất theo một câu, thêm câu nữa, năm đứa con kế bên nữa thôi chứ ai thôi chứ. Đang đây à, đang ở trên mây rớt xuống cái đùm. Tối nay vắng luôn á ông bà cô chú, đường cái đi xe cộ đi rất là vắng luôn á, không không nhộn nhịp luôn á. Hôm nay đi Đại Nam hết rồi. À, trang trang điểm nhìn thấy đậm người lắm. Nha. À. Thầy hai vợ chồng với tình con mã này đang ngồi. Đang ngồi trực tiếp luôn á. Lấy hồi nãy quay sau lưng luôn á. Thấy mập lắm. Dạ. Dạ. Hôm nay đang live stream. Khán giả đang xem cô Phương Hằng còn hơn đi xem bóng đá nữa. Hôm nay mọi người đi xem cô Hằng hết rồi. Đây là bánh xèo nhí. Dạ. Xem ai nội? Heo quay, heo quay. Heo quay hả? Heo quay ai? Có. Sao? Có chuyện gì không? Có rồi. Sáng đi làm rồi ghé quay. Dạ. Sáng đi làm mà đi ngang qua đường á, rồi bắt đầu là ghé làm video. Xong rồi chạy về. Chạy đi xuống cơ quan. Chạy cơ quan thấy ghiền. Lily. Dạ. ba tiệm lận trong chợ, nhưng mà tiệm đó là bán đắt nhất. Tiệm ở chợ Bình Tiên á, trên đường Phạm Phú Thứ gần chợ Bình Tiên, quận 6. Bé Hà bữa nay nó thảnh thơi ghê luôn á. Nói chung là đổ anh xèo thảnh thơi, hắn đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi ra đi vô. Dạ, thảnh thơi quá vậy. Rất là thảnh thơi nha. Nhưng mà thảnh thơi thì bà nội bị buồn. Đó không? Bà nội buồn. Thảnh thơi thì không có tiền, không tiền bỏ hiểm. Ờ. Để sao buồn? Buồn chứ. Tiền bảo hiểm là bao nhiêu? Ba đứa là tiền bảo hiểm là bao nhiêu đóng chưa? Chú Long cho. Chú Long cho tiền bảo hiểm ba đứa. Bảo hiểm đóng bảo hiểm y tế đúng không? Là bao nhiêu?
Rồi bà nội, cô ba, đóng tiền bảo hiểm y tế của ba đứa là bao nhiêu? Cô ba là bao nhiêu cô ba? Đóng chưa? Rồi, rồi chú Long cho chú Long tặng tiền bảo hiểm y tế ba đứa. Ha. Cảm ơn chú Long rất nhiều. Trời ok. Chập nữa chú Long chuyển khoản. Để nó sao nó chưa biết giờ về sao. Ủa cô ba. Tiền bảo hiểm y tế là buộc là phải đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn. Rồi, là bởi vì lý do là không có sổ hộ nghèo này kia á. À. Với lại một phần nữa là phổ cập á là chỉ dành cho những bạn mà không có giấy tạm trú tạm vắng. À. Những bạn mà học bị muộn á nên là vô phổ cập. Trước phổ cập là người ta cũng đâu có hỗ trợ với mình gì đâu. Sao không hỗ trợ? Mình hộ nghèo mà sao không có hỗ trợ? Mình không có hộ nghèo đâu. Ủa, vậy nhà trường lúc ban đầu ấy là vô đó là như thế nào? Tức là học phí là bình thường như một học sinh khác. Nhưng mà vô năm học đầu tiên á là học phí là đâu chỉ đóng bảo hiểm thôi chứ còn mà không có đóng học phí. Không, vẫn đóng bình thường tại vì mình đóng miễn phí, học phí của nhà nước mình miễn phí mà còn đóng gì nữa. Ai đồn vậy? Cái trường của Hà là đóng tất cả các khoản. Sao lộn quá anh ơi. Ừ. Cái trường của bé Hà là đóng tất cả các khoản, là kể cả học anh văn này kia cho cô giáo nước ngoài này kia, nhưng mà tất cả luôn á. Là sao? Ủa vậy hả? Ủa anh, bên trường con anh được miễn phí hả? Ủa không, ấy là con anh học bán trú thì phải đóng tiền bán trú rồi. Không, bắt buộc đóng tiền mà. Hả? Đóng tiền. Đóng tiền hả? Ồ. Ủa vậy hả? Vậy cô ba tổng kết lại là đóng bảo hiểm cho con. Chưa, bây giờ trước mắt đóng bảo hiểm chứ rồi. Rồi, bảo hiểm. Tiền kia là đợi gửi lên ủy ban có duyệt là sẽ cho nhận bao nhiêu đó tiền thì bắt đầu mới. Rồi, chú Long tặng cho ba con đóng bảo hiểm. Rồi cô ba cứ tổng kết ba cái bảo hiểm bao nhiêu nói chú Long nha. Rồi chú Long sẽ chuyển khoản cho cô ba. Rồi, tổng kết đi rồi chú chuyển cho tặng cho ba con. Ừ. Rồi, ok. Rồi. Ba đứa luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi rồi rồi. Gần 900 mấy triệu nữa bạn. Rồi rồi ok rồi. Rồi gửi tin nhắn đi rồi chú chuyển cho. Chập nó chuyển cho tặng cho ba bạn bảo hiểm. Ừ. Cái đó mới là bảo hiểm thôi nhưng mà thì... Ủa mà sao bên mình là chỉ đóng bảo hiểm thôi, còn do là con anh học bán trú nên là bắt buộc là phải tốn tiền bán trú. Tiền học phẩm nè, tiền khám sức khỏe nè, tiền nước uống nè, tiền kỹ năng sống nè, anh văn tự chọn, anh văn bản ngữ, anh văn toán khoa, số liên lạc điện tử, thuê máy lạnh. À, rồi. Trả tiền gì của lớp là tiền quỹ lớp á. À. Thấy cái khoản đó là chưa, bởi vì đang đợi đó, đang đúng rồi chưa nè, trên bên mấy cái khoản đó thì là sẽ đóng lên cái app FSC á. À, rồi đúng rồi. Rồi cái bảo hiểm này là của nhà trường thu. Nhưng mà ấy là anh Long nói em nghĩ là cũng không bao nhiêu đâu, bởi vì các bé học một buổi là chỉ đóng tiền máy lạnh đồ thôi. Nếu mà lớp có máy lạnh. Cái nội cái anh Văn đó là 2 triệu mấy một nửa năm á. Anh Văn á hả? Ồ. Dạ. Bữa họp vậy nè. À. Cái đóng này đóng chốt. Là một tháng á hả? Cái này nè. Có đầu năm đúng không? 4 tháng thôi, nửa một kỳ thôi. À, một kỳ là 3 triệu mấy vậy là bao gồm tất cả cái kia hả? Ừ. À. Nhất là cái tiền anh Văn á, hôm bữa là báo vậy đó. Dạ. Ồ, để ẩu á, bên mình là có trường nó sao ta, bên mình là có trường có thông tin nói. Ủa bé đó hả? Nào? Dạ. Đóng 3 triệu mấy. Dạ. 3 triệu mấy hả cô? Đúng rồi, ông bé cộng bơ, ông bé lớp 6 là 3 triệu 8. Dạ, 3 triệu 8 một học kỳ á hả? Đúng rồi. Mày về đâu, có thu nhà nào? Không, anh